Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái chủ đề là đặc điểm của cỏ Mon River, thường gọi là cỏ Guinea sông Mun hoặc là Tân Guinea. Nó sẽ khác nhau như thế nào với cỏ Guinea Mombasa. Và mình đã trồng thử nghiệm ở đây rồi các bạn nhé. Mình trồng thực tế và chế độ chăm sóc của mình nó giống như nhau. Mình cùng gieo cùng ngày và chăm sóc như nhau, bón phân như nhau, rồi là nó miếng đất này thì nó cũng dinh dưỡng nó như nhau, khí hậu như nhau. Và hôm nay mình đánh giá tổng quát thì về phát triển thì các bạn có thể là thấy bốn luống ở đây là cỏ Guinea Mombasa 1 2 3 4 và bốn luống bên này là cỏ Mon River. Các bạn có thể thấy là 1 2 3 4 đấy. Thì các bạn có thể là thấy đây là cỏ Mon River và bên này cỏ Guinea Mombasa. Thì các bạn có thể thấy là cỏ Mon River này thì lá của nó lớn hơn và nó xòe các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là nó xòe ra này, xòe ra và lá của nó lớn hơn. Còn cỏ Guinea Mombasa thì lá của nó thẳng hơn, thẳng hơn. Và nếu mà mình sờ vào cái cỏ ấy thì cỏ Mombasa nó cứng hơn, còn cỏ Mon River này thì nó mềm hơn. Và đặc điểm của cỏ thì thân của nó cũng không có lông. Ê, thân của nó không có lông, non mềm và chắc chắn là vật nuôi sẽ thích ăn hơn. Và cái điểm trừ của nó thì giá thành của nó đắt hơn, nên là chúng ta bỏ tiền ra thì nó cũng tốn tiền hơn so với chúng ta trồng cỏ Mombasa này. Loài cỏ Mon River này thì nó đắt hơn tầm khoảng 40.000 một ký, thì giá của nó dao động từ tầm khoảng 550.000 đến 600.000 một ký, thì tùy theo từng lúc các bạn nhé. Loài cỏ này thì chúng ta trồng để chăn nuôi các gia súc, ví dụ như là trâu bò này, rồi là dê cừu hươu nai thì khá là tốt. Và ưu điểm của nó là phát triển nhanh và thân không còn lông, non mềm, và tỷ lệ thân trên lá nó nhiều hơn so với cỏ voi thì nó nhiều dinh dưỡng hơn. Nên là chúng ta chăn nuôi thì chúng ta cũng nên trồng nhiều loài cỏ, và nó còn có khả năng là chịu hạn tốt hơn các bạn nhé. Các bạn có thể xem này, cây cỏ nó héo quách như thế này này, tại vì các bạn biết là mùa hè khí hậu miền Trung nó nắng nóng ấy, thì loài cỏ này thì nó héo lại này, nó héo là nó yếu xìu lại, các bạn thấy chưa? Còn cỏ Mon River thì nó vẫn ok này, cỏ Mombasa bên này thì nó cũng ok này, chịu hạn tốt này. Cỏ Sơn Lai thì nó nhìn nó cũng héo héo này, nó cũng chưa tươi cười cho lắm, nếu mà có nước vào là nó tươi tốt ra liền. Đấy, review lại cho các bạn xem. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này nhé. Thế mình tư vấn lại cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.